Thưa quý vị, cuối năm là thời điểm gia tăng các loại tội phạm, đặc biệt là trộm cắp tài sản. Mới đây, tại tỉnh Bạc Liêu, một nhóm đối tượng tự xưng là người sửa chữa dây cáp viễn thông để đi cắt trộm các dây cáp viễn thông. Chỉ trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, lần lượt các đối tượng đã bị công an huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bắt giữ. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi lại được tại hiện trường vụ trộm cắp dây cáp viễn thông trên địa bàn ấp Mỹ Tường 2, xã Hưng Phú, huyện Phước Long vào ngày 9 tháng 1 vừa qua. Hàng trăm mét dây cáp viễn thông bị một nhóm đối tượng trộm chỉ trong thời gian ngắn. Theo người dân địa phương, các đối tượng này tự xưng là người sửa chữa đường dây cáp viễn thông, chúng đi thành từng nhóm nhỏ, nhanh chóng cắt các dây cáp rồi tẩu thoát. Khi nhân viên viễn thông kiểm tra đường dây thì phát hiện các dây cáp đã bị cắt trộm. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an. Chú đang ở trong nhà thì nó lại nó hỏi cho nhờ sửa điện. Thì vậy thì lại nó bắt nó lấy cái thang vô nó bắt thì nó sửa điện. Thì chú cũng không biết nữa, rồi ra thì thấy nó chạy nó mất tiêu rồi. Lực lượng công an xã chúng tôi là nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra sơ bộ cái hiện trường. Sau khi kiểm tra thì phát hiện có một đoạn dây cáp đồng bị mất thì chúng tôi tiến hành là thu thập thông tin, xác minh để gặp gỡ những người dân mà lân cận đó để thu thập thông tin về cái vụ việc. Thì từ cái nguồn tin mà người dân cung cấp á thì mình phát hiện là người dân ta báo là có một cái nhóm đối tượng, nhóm người đàn ông lạ mặt vậy đó, đi bằng xe tải và xe máy đến địa bàn rồi là cắt cái đôi cáp đồng rồi bỏ lên xe tải chở đi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Phước Long bước đầu nhận định được nhóm đối tượng gây án nên phối hợp với công an huyện Hồng Dân mời ba đối tượng Trần Văn Diệp, Tô Văn Hiểu và Tô Thanh Thêm cùng ngụ ấp Ninh Thạnh 2, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân để đấu tranh khai thác. Trước những chứng cứ của cơ quan công an, các đối tượng cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình. Theo đó, vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 1, Diệp, Hiểu và Thêm cùng một số đối tượng khác bàn bạc rủ nhau đi lấy trộm dây cáp viễn thông. Các đối tượng này điều khiển xe đến địa bàn ấp Mỹ Tường 2, xã Hưng Phú, huyện Phước Long, leo lên các trụ điện và dùng kềm để cắt dây cáp đồng. Sau khi lấy trộm, bọn chúng đem về cắt nhỏ, đốt, lấy dây đồng đi bán và chia nhau tiêu xài cá nhân. Đi 5 người, đi lúc 11 giờ mấy, hô công vô rồi kiểu kêu lên cắt, cắt bắt thằng kiềm, lên cắt rồi quấn, rồi bỏ lên xe của Thiệu, chở về nhà Thiệu. Rút và hung vinh xuồng xuống vỏ chạy vô đất qua ruộng đốt và đem vào nhà tiệm bán. Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng trong băng nhóm trộm cắp dây cáp viễn thông đã bị công an huyện Phước Long bắt giữ, đem lại niềm tin cho người dân trên địa bàn. Đây cũng là hồi chuông cảnh báo tình trạng trộm cắp tài sản, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên Đán cận kề.